Một cái đứa em mà em rất là ghét mọi người. Tại vì sao? Tại vì cái gì hay em share cho nó là nó nói em thấy bình thường. Em mặc bộ đồ rất là đẹp lên nói ê đẹp không, em thấy bình thường, thử xem cái set này nó có bình thường không nha mọi người. Sẵn sàng chưa? Và một chồng hỏi thật lớn để chào đón diễn viên hai đồng thoại cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, Phương Nam. Dạ mọi người có mệt chưa? Em thấy bình thường. Dạ đó là như vậy đó mọi người, hiểu không? Dạ hàm cao hơn cho nên là thả nó vui hơn. Ở đây có ai thích Tết không? Ở đây có ai ghét Tết không? Vừa rồi em vừa thấy một cái status ở trên mạng nói về chuyện có một cái cô đó, cô nói là ai ghét Tết là tại vì các bạn nghèo. Không thể đúng hơn. Ok, bây giờ chúng ta bỏ qua hết tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta ghét cổ đi. Cổ nói đúng. Nhưng mà em á, em không ghét Tết bởi vì em nghèo. Em ghét Tết vì một vài vấn đề khác. Mọi người ở đây có ai đi coi countdown không? Đã trả lời rồi đúng không? Trả lời lại đi. Hỗ trợ nhau đi. Em thấy bình thường. Em không thích đi coi countdown. Tại vì sao? Đông. Và sau khi coi xong em không có một cái sự thoải mái để em đi về nhà trong vui vẻ. Và em không muốn bắt đầu năm mới bằng một cái chuyện mà đứng 2 giờ đêm mà đứng kẹt xe. Vừa mệt vừa đói. Mà có một cái đứa đằng sau lưng. Anh không thương em hả? Không. Absolutely no. At least at the moment. Mọi người có biết là bạn gái cũ của em á, em quen bạn 4 năm. Nhưng bạn có một em là thuộc cái dạng mà thích thể hiện tình cảm, mọi người hiểu không? Tức là em sẽ phải thích nắm tay, thích hôn, thích skinship, thích kiểu cả cứng. À không, cả mềm lẫn cả cứng. Cả mềm lẫn cả cứng, tức là va chạm. Nhưng mà gái em đặc biệt là không thích thể hiện tình cảm nơi đông người. Tức là nếu ở đây có ai gặp trường hợp như em mà đang ngồi nhìn thấy nó cứng quá, đưa cái mỏ ra. Vào năm mới, pháo bông đang bắn ở trển. Chúng ta không có thể bắn cái gì đó ở dưới đây được nữa. Chúng ta muốn thể hiện tình cảm với người yêu của mình. Với người yêu của mình. Được mà. Ôi. Em có thể đào em để im được không? Ôi kỳ lắm, ý là mọi người nhìn kỳ lắm. Không em. Em để yên cho anh hung cái chốc một cái. Nhìn nó mới không kỳ. Em có hình dung được cái hình ảnh đó không? Anh đang không khác gì một con zombie. Mọi người lựa chọn hình ảnh nào trong một quán cà phê? Một cặp đôi nắm tay nhau. Ok. Hay là Thôi. Em có vấn đề gì với miệng của anh? Quay lại vấn đề tiền. Ok, tiền quyết định. Vật chất quyết định ý thức. Mà ở đây có ai từng để dành một tháng trời để dẫn người yêu đi ăn ở một cái nhà hàng rất mắc và sau khi ăn xong là hết sạch số tiền đó? Em và bạn, em để dành một tháng dẫn bạn đi vô cái nhà hàng đó. Hai đứa ngồi xuống. Nhà hàng vắng que. Dấu hiệu đầu tiên của một nhà hàng không ngon. Là một người trong mắt chỉ có người yêu mình, em không nhận ra điều đó. Hai đứa tụi em rất trông chờ vào bữa ăn ngon lành này, fancy này. Em mới nói là cho em hai phần beef steak. Mọi người biết beef steak chúng ta sẽ có những cái độ chín gì? Medium rare đúng không? Là chuẩn nhất đúng không? Mọi người nào thích nó ghê, nó là rare. Là nó ở ngoài nó chín, ở trong nó mọng nước, nó juicy, nó... Em brief cho anh bếp trưởng, anh ơi, medium rare. Em tin anh. Hai đứa nắm tay nhau, trông chờ trời. Trời ơi, em đẹp quá, anh mập quá. Ê, too much quá rồi. Cái gì nó cũng phải có cái giới hạn của nó.
Nắm tay tiếp, nắm tay tiếp. Kỳ lắm. Ở đây có ai nhìn đâu má. Không sao, vui lên. Một tháng, tiền một tháng. Người ta đem cái miếng bò ra, nó thơm phức. Nhưng mà nhìn cái miếng bò nó kỳ lắm mọi người. Cái miếng bò này nó ở Bình Dương. Nó khô đét. Nó đen ngòm. Em tưởng miếng xương sáo mà người ta sấy khô. Nó khô tới cái mức mà cái sốt người ta rưới là nó từ chối miếng bò mọi người không? Nó trượt ra khỏi miếng bò. Người ta rưới là nó trượt như cầu thủ, nó trượt ra ngoài. Nó chảy ra hai bên. Múc lên rưới là nó chảy ra nữa. Cái thứ thứ hai từ chối miếng bò của em là con dao. Nó trượt không biết bao nhiêu lần. Mặc vest mà ngồi cứ gì nè. Khác gì ông hoàng thổi nến đó. Trời, lúc mà 15 phút cắt cái miếng bò, nó cắt ra được cái miếng bò, nó chín đã đời lắm mọi người. Nó chín, nó không phải là medium rare, nó không phải là rare, nó không phải là well done. Cái độ chín của nó phải là congratulation. Cái độ chín của nó phải là happy new year, wonderful, magnificent, comedian Canadian, New Zealand. Chứ Việt Nam không có miếng bò như thế. Cắt được cái miếng bò, bỏ vô miệng nhai. Như nhai kẹo cao su. Hai đứa nhìn nhau nhai mà tưởng đang giận nhau không? Em làm gì em giận anh, em không có giận anh. Em feedback với anh, bếp trưởng, anh bếp trưởng, anh thấy bình thường. Bạn gái em giận em vì em dẫn bạn tới đây ăn. Em giận bạn gái em và em giận luôn chính em vì em dẫn bạn tới đây ăn. Hai đứa ngồi cọc nhau đêm giao thừa. Mà mọi người biết mình đang bực, mà mình nghe cái gì đó nó khó chịu là mình càng khó chịu hơn, đúng không? Từ đằng xa có một cái tiếng nó vọng lên. Happy birthday to you. Mọi người nghe đúng rồi đó, nó không có sai đâu. Birthday có S nha. Happy birthday to you. Happy birthday. Nó phô gì đâu luôn. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to. Tới cái câu cuối cùng nó phát âm đúng. Nó sai mà nó không nhất quán. Ngồi happy birthday là sao má? Birthday mà có S là sao trời? Birthday. Em đang bực như vậy thì từ đằng xa em nghe. Ê! Thấy rồi nha. Cái vai chụp cái tay kéo qua. Nam phong em. Không như mọi người nghĩ, lúc đó em chưa nổi tiếng. Chị nè, chị họ em. Nhớ chị không? Trời ơi, nay hai đứa đi ăn hả? Ăn đi, chị bao. Happy birthday to you. Happy birthday. Trời ơi, tự nhiên thấy cái chữ birthday nó đúng ngữ pháp, dễ sợ luôn rồi. Nó chuẩn bản địa luôn á. Chị ngồi xuống đây em đúng chị ăn đi. Miếng bò này ngon lắm. Sao nó dai vậy mà em thấy bình thường. Em không thích một cái gọi là sao ta, không thích một cái năm mới nữa là chúng ta phải mua đồ Tết. Em mua đồ quanh năm. Có những món bây giờ em về em lục trong nhà em là em có đồ Tết rồi. Có những món em không mặc tới. Cái vấn đề là ở đây cho em hỏi nha. Ở đây mọi người có ai thích mua đồ fake không? Đâu ai dám giơ tay. Hỏi vậy thôi, sao đâu. Đâu bắt giơ tay đâu lắm.
em không thích xài đồ fake. Nhưng mà ngày xưa em từng xài đồ fake. Không phải là bởi vì em biết nó là đồ fake. Em vô tình mẹ em mua cho em. Ngày xưa hồi nhỏ mình đâu có được mua cái gì mình thích đâu mọi người. Mẹ mua cái gì mình mặc cái đó. Nhưng mà mẹ em thì thương con. Được cái mẹ em rất muốn con mình xài những cái đồ tốt nhất. Mẹ mua hàng hiệu không? Mẹ mua cho em một cái áo Gucci. Cái vấn đề của cái áo Gucci này là cái chữ Gucci đọc sao ghi y chang vậy đó. G-U-C-H-I dài. Trời ơi. Tức là đó, thấy không? Những bà mẹ rất kinh tế mà người ông nó gom hai cái brand lại là Gucci và Givenchy lại. Em kêu mẹ mình mua đồ fake rồi. Mình mua sao cho nó giống nhất được không? Em kêu ok, được. Lần sau mẹ em cầm cái áo khác vậy. Được chứ con. G U C y ngắn tuyệt vời. Mà nó chỉ có một chữ C thôi. My God, Guki. Oh my God, Guki. I got Guki on my thi thể. Mẹ, rip lại một lần cuối thôi nha. Hãy mua cho thật giống. Mình xài đồ fake nhưng cách mình real. Mình, đúng không? Phải mua thật giống. Ít ra để cho người ta biết là mình có kiến thức. Nhưng mình chỉ nghèo thôi. Và mình mất dạy nữa. Không sao. G-U-C-C-I ngắn chấm hết. Lộn, không có dấu chấm. Chỉ vậy thôi. Cái áo cuối cùng mẹ mua về tuyệt vời. G-U-C-C-I ngắn. Có con cá sấu nữa. Cảm ơn mọi người, đó là phần trình diễn của em. Thank you.